Rồi, rất vui khi được quay trở lại với các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo hôm nay của mình. Trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ quay trở lại với các bạn những cái hướng dẫn hay ở trên điện thoại, cụ thể là ở trên Zalo. Những bạn nào mà hay nhắn tin với bạn bè hoặc là hay nhắn tin với người thân mà các bạn thường xuyên, ví dụ như thay đổi điện thoại này hoặc là các bạn vô tình xóa một cái cuộc trò chuyện nào đó và một ngày nào đó các bạn muốn xem lại đó, cái cuộc trò chuyện đó mà các bạn không biết cách khôi phục lại. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khôi phục và tìm lại những cái cuộc trò chuyện ở trên Zalo mà các bạn đã xóa. Đấy, rất là đơn giản bằng điện thoại nhé. Bạn nào mà đang tìm kiếm hoặc là chưa biết cách, các bạn hãy theo dõi ngay video này của mình nhé. Và nếu các bạn thấy video hay, các bạn nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh và chia sẻ cho người thân, bạn bè được biết cái hướng dẫn này của mình nhé. Rồi, thì để mà xem lại hoặc là các bạn tìm lại hay nói cách khác là khôi phục lại những cái tin nhắn ở trên Zalo, cái cuộc trò chuyện ở trên Zalo các bạn đã xóa ấy, thì các bạn sẽ vào trực tiếp Zalo và thì cái để mà khôi phục ấy thì các bạn phải thực hiện cái thao tác là các bạn phải sao lưu trước nhé. Đó, cái chức năng sao lưu và khôi phục ở trên Zalo. Đấy, các bạn, nhiều bạn có thể là biết rồi nhưng mà các bạn chưa tận dụng triệt để cái tính năng này. Rồi các bạn hãy vào cho mình một cá nhân này. Đó, cá nhân ở trên Zalo này nhá. Đó, sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mục là bánh răng cài đặt ở trên phía góc phải. Các bạn chọn vào. Và trong cái mục cài đặt này, cái mục sao lưu và khôi phục này nó ở mục thứ 3. Đây này. Sau khi các bạn chọn vào thì các bạn hãy ấn vào chữ sao lưu và khôi phục nhá. Ok. Và trong cái mục này hiển thị ra cho các bạn nhìn thấy như sau. Sao lưu để bảo vệ tin nhắn và ảnh. Đó, nó nói rất rõ ràng như thế rồi. Cái Zalo này nó rất là hay, các bạn có thể sao lưu, các bạn khôi phục được cả ảnh và mục tin nhắn tùy theo nhu cầu của các bạn nhé. Đây, cái chú thích là sao lưu giúp bạn lưu trữ tin nhắn, ảnh và cuộc trò chuyện, khôi phục lại tin nhắn và ảnh dễ dàng khi đổi máy hoặc cài lại Zalo. Đấy, cái này rất là tiện các bạn nhé. Đấy, như mình nói lúc đầu ấy, các bạn có thể máy này hoặc là nói chung là các bạn đổi sang bất kỳ máy nào trước khi các bạn sao lưu thì các bạn có thể tìm lại cái tin nhắn đó nhá. Rồi, và bây giờ nhá, thì để mà thực hiện thì các bạn hãy chọn cho mình mục sao lưu ngay. Và trước khi sao lưu thì mình lưu một chút những cái tin nhắn mà các bạn trước khi sao lưu ấy. Đó, có nghĩa là bây giờ thì các bạn sao lưu nhá, những cái tin nhắn sau khi sao lưu ấy. Đó, sau khi sao lưu xong thì các bạn mới khôi phục được, còn trước khi các bạn chưa sao lưu ấy thì các bạn xóa, các bạn không khôi phục được đâu nhá. Mình lưu ý một chút nhỏ như thế thôi, các bạn lưu ý cho mình. Rồi các bạn chọn sao lưu ngay. Đấy, thì ở đây nó sẽ có hai mục, mục tin nhắn và mục ảnh. Thì nếu mà các bạn mục tin nhắn thì các bạn cứ thế khôi phục thôi, cứ thế sao lưu thôi. Còn để mà sao lưu ảnh thì các bạn phải cần một cái tài khoản là Google Drive. Đấy, cái tài khoản Google Drive này thì sẽ là cái tài khoản trực tiếp các bạn đang dùng ấy. Đó, ok nhá. Thì mình sẽ chọn cho mình là tiếp tục này. Đấy. Đây, thì các bạn muốn chọn tài khoản nào để sao lưu và khôi phục thì ở trên máy các bạn có sẵn tài khoản nào thì máy sẽ dùng mặc định cái tài khoản đó. Còn trường hợp nếu các bạn muốn dùng tài khoản khác ấy thì các bạn sẽ nhìn xuống phía dưới này có cái mục là dùng tài khoản khác này này. Đấy, các bạn sẽ chọn là dùng tài khoản khác ở đây. Đấy. Còn không thì các bạn sẽ chọn lại cái phần tài khoản trên máy của các bạn nhé. Các bạn chọn tiếp tục này. Đấy. Và các bạn đợi nó đang xử lý nhé. Đấy. Rồi. Trong quá trình này thì các bạn sẽ chờ đợi và nó sẽ đưa cho các bạn có thể là đến một cái phần đăng nhập. Đây. Đấy, các bạn nhìn này, Zalo sẽ muốn truy cập vào tài khoản Google của bạn. Đấy, thì các bạn muốn đồng ý không thì các bạn hãy cho phép thôi. Đấy, các bạn kéo lên các bạn cho phép nhé. Đấy, các bạn chọn cho phép này. Đấy, các bạn chọn cho phép nhé. Đấy, cho phép này. Ok. Và các bạn sẽ chọn cho mình cái... Đây, liên kết thành công rồi. Và các bạn sẽ chọn cho mình cái mật khẩu để sao lưu. Các bạn chọn cái mật khẩu nào nó dễ nhớ một chút nhé. Đấy, các bạn lưu ý cho mình. Đây này, mật khẩu 4 đến 16 ký tự tùy theo các bạn thôi. Khi mà các bạn mà không có mật khẩu này thì các bạn không thể sao lưu được đâu. Bây giờ mình sẽ chọn cho mình một cái mật khẩu nhé.
Rồi và bây giờ thì sau khi các bạn chọn mật khẩu xong ấy thì các bạn sẽ chọn cho mình là tiếp tục nhá. Đấy, các bạn chọn cho mình là tiếp tục này. Đấy. Và ngay lập tức cái phần sao lưu nó sẽ được thực hiện nhá. Đấy. Đây các bạn nhìn, nếu mà các bạn máy bạn nào có nhiều dữ liệu ấy hoặc là nhiều ảnh hoặc là tin nhắn ấy thì nó sẽ thực hiện rất là lâu. Đấy, của mình ít thì nó rất là nhanh thôi. Đấy. Và nó sẽ báo là sao lưu thành công nhá. Đây, nó đã báo là sao lưu ảnh thành công. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay cuộc đây, và các bạn sẽ chú ý cho mình cái mục này. Cái phần là cài đặt ở phía dưới này này, nó có cái phần là tự động sao lưu mỗi ngày. Đấy, có nghĩa là các bạn giờ chỉ việc sao lưu lần đầu tiên thôi, các bạn bật lên, các bạn thực hiện các cái thao tác này lần đầu tiên. Có những lần sau các bạn không cần phải vào phần sao lưu khôi phục nữa. Có nghĩa là những cái tin nhắn mà các bạn sẽ xóa đi, nó sẽ tự động nó sao lưu và các bạn muốn khôi phục lại thì sẽ khôi phục nhá. Đấy, các bạn chỉ việc bật tự động sao lưu mỗi ngày, có nghĩa là ngày nào nó cũng sẽ được sao lưu cho các bạn không cần phải làm gì cả đó, ok nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay trở ra và mình sẽ vào một cái cuộc trò chuyện, mình xóa một tin nhắn và mình khôi phục cho các bạn xem nhá. Rồi, và mình đang ở cái mục tin nhắn nhá. Bây giờ mình sẽ xóa một cái cuộc trò chuyện là đây, mình sẽ xóa cái cuộc trò chuyện là Trần Tân ở trên đầu này nhá. Đấy, các bạn nhìn này, đấy, cái cuộc trò chuyện này mình sẽ nhấn vào này. Và mình sẽ chọn là xóa cuộc trò chuyện nhé. Đấy, các bạn chọn là xóa cuộc trò chuyện này. Đấy, đây này, các bạn nhìn kỹ nhé. Đây, các bạn mình sẽ chọn là xóa luôn. Ok, vậy là cái cuộc trò chuyện Trần Tân đó của mình đã bị xóa bởi cái phần mình sẽ không còn ở trong mục này nữa nhé. Đó, thì bây giờ để mà khôi phục lại ấy, thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần là cá nhân này. Đó, các bạn vào cho mình lại cái phần cá nhân. Các bạn chọn cho mình phần cài đặt này. Đó. Và các bạn chọn cho mình là sao lưu và khôi phục nhé. Đây, sao lưu và khôi phục này, ok. Và bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là khôi phục. Đấy, các bạn chọn cho mình là khôi phục này. Để mà khôi phục lại cái tin nhắn đó ấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình là khôi phục. Đây, mình chọn khôi phục này. Đấy, cái phần trăm nó đang chạy nhá, ok. Và nó báo là khôi phục tin nhắn và ảnh thành công. Đó, có nghĩa là cái tin nhắn mà vừa rồi mình xóa ấy, bây giờ mình sẽ vào mình kiểm tra lại nhá. Xem nó còn trong cái mục đây, mình sẽ quay trở ra này. Đấy, quay trở ra tin nhắn này. Đây. Đây các bạn nhìn, mình sẽ đây, mục tin nhắn Trần Tân này, đấy, đã khôi phục lại nhá. Đây, đấy. Đấy, ok nhá. Đấy. Vừa rồi thì các bạn nhìn thấy là cái phần tin nhắn ở trên đầu này ấy, mình xóa đi rồi nhá. Đấy, tuy nhiên thì mình vào cái phần chọn khôi phục ấy, sao lưu và khôi phục ấy thì cái mục tin nhắn đó đã được khôi phục lại. Đấy. Đây là cái cuộc trò chuyện trên đầu luôn nhé, Trần Tân. Đấy, những cái cuộc trò chuyện khác thì các bạn cũng thực hiện tương tự nhé. Đấy, đó này, đó, rất là đơn giản thôi. Các bạn lưu ý nhé, mình cũng nói cho bạn, các bạn luôn từ lúc đầu ấy, những cái tin nhắn mà trước khi các bạn sao lưu ấy thì các bạn sẽ không khôi phục lại được đâu. Chỉ những cái tin nhắn mà sau khi các bạn thực hiện cái thao tác là sao lưu này thì những cái tin nhắn đó mới được chính thức là sao lưu khi các bạn xóa đi. Và các bạn muốn khôi phục lại thì các bạn mới có thể khôi phục được nhá. Đó. Và vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể sao lưu hoặc là khôi phục lại tin nhắn, tìm lại những tin nhắn ở trên Zalo đã xóa rất là đơn giản ở trên điện thoại. Và các bước của mình hướng dẫn thì về cơ bản là mình đã thực hiện thành công. Còn các bạn thực hiện theo các bước của mình, nếu thành công thì các bạn cũng để lại một bình luận ở phía dưới phần video giúp mình nhá. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và chia sẻ cho người thân, bạn bè được biết nhé. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn lần tới của mình.